cáo phó. Trong niềm cậy trông và lòng nhân từ của Chúa, gia đình chúng tôi xin được kính báo đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Cha, ông và ông cố của chúng tôi là cụ Giuse Lâm Trái Ủ, sinh ngày 3 tháng 7 năm 1924 tại Bạc Liêu, Việt Nam. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 9 giờ 45 phút tối ngày 24 tháng 1 năm 2018, hưởng thượng thọ 94 tuổi. Linh cữu quàn tại nhà quàn Brookside Funeral Home, Champion, địa chỉ 3410 Cypress Creek, Parkway, Houston, Texas 77068. Thánh lễ cầu nguyện và nghi thức phát tang thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2018 lúc 6 giờ chiều tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Houston. Giờ thăm viếng và cầu nguyện tại nhà hoàng Brookside Funeral Home, Shromyong vào các ngày thứ năm ngày 1 tháng 2 năm 2018 từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối. Thứ sáu ngày 2 tháng 2 năm 2018 từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối. Thánh lễ an táng thứ bảy ngày 3 tháng 2 năm 2018 lúc 8 giờ rưỡi sáng tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Houston. Sau lễ an táng, linh cữu sẽ an nghỉ tại nghĩa trang Irishman Rest Haven, địa chỉ số 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Trưởng nam Lâm Mậu Khánh cùng vợ và các con, các cháu tại Houston, Texas. Trưởng nữ Lâm Khả En cùng chồng và các con, cháu tại Houston, Texas. Thứ nam Lâm Khánh Sủi cùng vợ và các con, cháu tại Houston, Texas. Thứ nam Lâm Khánh Long cùng vợ và các con, các cháu tại Houston, Texas. Thứ nữ Lâm Khả Hon cùng chồng, Houston, Texas. Thứ nam Lâm Khánh Vũ cùng vợ và các con, cháu tại Houston, Texas. Thứ nữ Lâm Khả Ten cùng chồng và các con, các cháu tại Houston, Texas. Thứ nam Lâm Khánh Hột cùng vợ và các con, Houston, Texas. Thứ nam Lâm Khánh Hên cùng vợ và các con, Houston, Texas. Út nam Lâm Khánh Sởn cùng vợ và các con ở Bạc Liêu, Việt Nam. Cháu đích tôn Lâm Văn Trung cùng vợ và các con tại Houston, Texas. Dưỡng tử Linh Mục Phaolô Nguyễn Hoàng Khánh, Cần Thơ, Việt Nam. Tang gia đồng kính báo cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.